Bên cạnh sân golf thì thời gian gần đây dư luận xã hội cũng xôn xao trước những thông tin về các ngôi biệt thự, biệt phủ trị giá nhiều tỷ đồng được xây dựng trên những khu đất đắc địa tại một số tỉnh. Điều đáng nói ở đây là những căn biệt thự, biệt phủ này lại thuộc quyền sở hữu của một số lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Nó cũng khiến cho dư luận đặt câu hỏi là vì sao quan chức lại có khối tài sản lớn đến như vậy? Và tại sao những khu đất được cho là đất vàng, đất kim cương lại chỉ quan chức mới mua được khi được đưa ra đấu giá? Câu chuyện về căn biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái và khu đất Kim Cương tại Lào Cai là những ví dụ cụ thể. Đây là những căn biệt thự được xây dựng trên khu đất đắc địa, được cho là đất Kim Cương tại tỉnh Lào Cai. Nhìn vẻ ngoài bề thế của những căn biệt thự này, có thể dễ dàng nhận thấy giá trị của nó. Nhất là khi nó được tọa lạc trên mảnh đất có giá hàng trăm triệu đồng trên một mét vuông. Trao đổi với phóng viên VTC về vấn đề này, ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho rằng, việc xây dựng ở khu vực này không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hơn nữa, công tác đấu thầu khu đất này là đúng quy trình, quy định của nhà nước. Về xác định giá đất và đấu giá đất năm 2014 và năm 2015 thì thực hiện theo đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch. Và sau khi cũng có những cái thông tin của một số cơ quan thông tấn báo chí cũng đưa tin, thì tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các cái sở ngành liên quan và rà soát lại cái hồ sơ quy trình, và kết quả thì hồ sơ các cái công việc đã được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Còn đây là khu biệt phủ của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Nếu so cả về địa thế lẫn sự hoành tráng, có lẽ khó có căn tư gia nào có thể sánh với biệt phủ này. Được xây dựng trên khu đất 13 ha, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Căn biệt phủ này cũng khiến người ta không khỏi kinh ngạc trước vẻ nguy nga của nó. Những căn biệt thự rộng lớn, hoành tráng với giá trị nhiều tỷ đồng không phải là hiếm ở một xã hội đang phát triển về kinh tế như Việt Nam. Thế nhưng để sở hữu được nó đối với một công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước thì đây lại là một điều vô cùng hiếm. Để làm thế nào có thể có được một khối tài sản lớn xây dựng những căn tư gia giá trị như vậy thì có lẽ chỉ chủ nhân của nó mới hiểu được. Một căn biệt thự đẹp trị giá hàng chục tỷ đồng không phải là hiếm. Thế nhưng để có thể sở hữu được một tư gia giá trị như vậy, đối với một công chức đang công tác tại cơ quan nhà nước với mức lương không phải là cao. Vậy làm sao để có thể có được một khối tài sản lớn, để có thể xây dựng được những căn biệt thự như thế này, thì chỉ có chủ nhân của nó mới có thể lý giải được. Có một thực tế là trước sự bức xúc ngày một lớn của dư luận về các biệt thự quy mô lớn của quan chức tại nhiều địa phương thời gian qua, thì hầu như những người trong cuộc đều chọn cách là im lặng, đợi dư luận lắng dần và sự việc thì dần chìm vào quên lãng. Trong khi đó thì việc kê khai tài sản vẫn được tiến hành đều đặn hàng năm hoặc là trước mỗi dịp bổ nhiệm. Nhưng mà các thông tin kê khai đến nay thì vẫn thuộc diện bí mật, hạn chế công khai. Làm thế nào để phá vỡ bức tường im lặng này để nhân dân được tham gia giám sát, đồng thời phát hiện tiêu cực nếu có? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình từ các đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Lấy câu chuyện của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền trước đây và nay xuất hiện các địa phương như Lào Cai và Yên Bái, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng đằng sau khối tài sản lớn này phải trả lời cho dư luận đây có phải là tài sản chính đáng khi luật không cấm người dân làm giàu. Những cái trường hợp mà xảy ra như thế tôi nghĩ là những cái người mà sở hữu những cái công trình lớn ấy thì người đó phải nhìn chứ trước là anh phải trả lời cho dư luận xã hội. Chứ không thể im lặng được, anh phải chứng minh. Và tôi cho một quan chức nào mà thực sự họ có một cái tài sản lớn một cách chính đáng hợp pháp ấy, thì tốt nhất là họ nên họ chủ động cái việc đó. Đấy là một cách khôn ngoan nhất để tránh những lời dị nghị không cần thiết. Còn đương nhiên về mặt quản lý xã hội chúng ta phải làm sáng tỏ nó ra. Việc ông Dương Trung Quốc đề nghị phải làm rõ, chuyện đó rất nhiều người muốn. Tuy nhiên có một thực tế là trước dư luận như vậy, hầu như những người trong cuộc chọn cách im lặng.
Trong khi đó, hệ thống pháp luật về kê khai tài sản dù có nhưng theo các đại biểu, do chúng ta làm chưa tới nơi tới chốn, việc kê khai đến nay vẫn thuộc diện bí mật và không có hệ thống giám sát hiệu quả. Do vậy, điều mấu chốt để phá vỡ bức tường im lặng chính ở sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Quyền im lặng là một cái quyền dân sự. Đấy. Còn cái vấn đề là trách nhiệm của nhà nước đến đâu thì nhà nước phải xem xét, chứ không phải là im lặng thì chúng ta không làm gì, đúng không ạ? Và chúng ta cũng tôn trọng cái quyền im lặng đó, nhưng có những lúc thì nếu các cơ quan vào cuộc thì người ta phải có trách nhiệm nói ra, có trách nhiệm phải trình bày, đúng không? Phải và vấn đề giải trình là một trong những trách nhiệm rất quan trọng. Đó là họ bất chấp, bởi vì chúng ta không làm đến cùng. Bây giờ nếu người đó còn đang đương chức thì sao cơ quan không vào cuộc luôn? Và làm đó chính là cách bảo vệ tốt nhất cho cán bộ của mình nếu đấy là cái tài sản hợp pháp. Cho rằng tài sản thể hiện năng lực và phẩm chất cán bộ. Về lâu dài, các đại biểu đề nghị bắt buộc công khai tài sản thu nhập và coi đây là điều kiện bổ nhiệm, tuyển dụng, đồng thời tiến tới minh bạch hệ thống tài chính, hạn chế giao dịch bằng tiền mặt. Được như vậy, dư luận sẽ bớt dậy sóng mỗi khi hé lộ tài sản quan chức từ những khối biệt thự khủng mà báo chí nêu.